Khi đưa vào cá rô phi còn đầy đủ. Chào các bạn, xin giới thiệu cho các bạn chiếc máy đánh gãy cá TK 500. Chiếc máy này thì phù hợp với các cửa hàng hoặc là quán ăn có công suất lớn để đánh các loại bẫy cá. Sau đây thì tôi xin giới thiệu chi tiết cho các bạn xem. Đây là chiếc máy của chúng ta. Đây là bảng điều khiển. Trên bảng điều khiển thì có mặt đồng hồ điện tử giúp chúng ta có thể cài đặt thời gian đánh bẫy cá. Đây là chúng ta có thể cài đặt thời gian. Thời gian này thì chúng ta có thể cài đặt tính theo giây. Như các bạn thấy đây là 040 thì các bạn sẽ cài đặt là 40 giây. Đây là đèn báo nguồn. Đây là công tắc để đánh bẫy cá. Đây là công tắc để đẩy cá ra. Và đây là nút dừng khẩn cấp. Sau đây thì tôi sẽ giới thiệu bên trong cho các bạn. Đây là bên trong máy. Máy thì có 5 tu lô để đánh gãy cá và 2 mặt sàng ở bên ngoài. Với 5 tu lô này thì các bạn có thể đánh gãy cá sạch hơn, tốt hơn. Và đây là cửa ra của cá. Bây giờ chúng tôi sẽ test ra dòng cá rô phi. Khi đưa vào cá rô phi còn đầy đủ vây vảy chi tiết rồi. Chúng ta mở nắp, chúng ta cài chốt lại. Cá rất là sạch ạ. Không còn một chút vảy, không còn một chút nhớt nào. Bà con đừng quên bấm nút đăng ký kênh video của Thế giới Máy và bấm nút chuông ở bên cạnh để nhận thông báo mỗi khi Thế giới Máy đăng tải video mới hướng dẫn sử dụng máy móc, thiết bị cho bà con.